Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem mình tô màu sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp, thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Vừa rồi mình đã tô màu xong vua sư tử. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu con cá. Đầu tiên mình sẽ dùng màu hồng đậm tô cho cái vây của con cá. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh hai để tô cho phần đầu của con châu chấu. Con em giết nào? Đấy. Con em nhắn tin nào? Biết. Về quét vậy là mình đã tô màu xong con châu chấu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mua cái đỉ mẹ nhà tô hết rồi. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu heo cổ gà. Đầu tiên mình đã dùng màu xanh để tô dẫn đầu. Mày tháo ra xong mình lắp chỉ. Lắp gì mà? Rồi mày tháo ra đi, xong lắp vào đi. Đây. Được. Tháo cái lưỡi gì cơ mà? Đây đây. Cái lúc anh cái thằng mạnh mẹ tao thì mẹ mày nghiên cứu tiếc chài nó chặt tiếc lắp à. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Đây là con gà nhiều cổ gà. Đấy có bị gãy vào. Đấy cái chặt vào đi. Chặt vào được. Phần đốn. Chặt vào được mà. Anh xin nhận lại anh. Lẹ lại hả? Lẹ cái hôm anh của này anh cái anh cái thằng mạnh nha. Chọc thì cái mẹ nó luôn. Đây đâu có khe khe đây này. Khe em người đi đi hay là đầu ngược. Đây này rồi. Mai nó nhét được vào thì sẽ là đầu ngược. Tạo vào đầu ngược cái gì mạnh. Cố gắng gì đây. Đây. Ở đâu? Không nhận được đâu. Đây, nó cái khe khe đây này. À đây. Đấy, nó khe khe cái cập cập ở đây. Đấy. Làm nó xem này. Đây, cập cập ở đây đây. Nhận được đây. Thành thành đây. Đấy, thành thành thấy là ở đây như anh chị. Điện cần. À đây rồi đây. Mình mang một can này
cho mẹ thì mẹ còn phát thì mẹ mẹ đúng. Và đây tao có tô màu xong chứ bà. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem mình tô màu sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp, thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Đầu. Như mẹ đứt tẻ mất chứ. Đứt tẻ mới sắc lắm. Con hợp đấy. Sắc hướng. Thử phát. Thử cái đẹp nhờ. Thử cho em. Vẫn nhiều con. Nó được rồi. Cái lưới kia đi. Lấy vẻ hoài lưới cu. Cái gì mạnh hả? Lấy lưới cu. À. Cái gì đéo tô được tại con móc te vừa. Mày đã tô màu xong con cá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video. Hai mới rồi. Xin chào tất cả các bạn, đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh than. Con đất ở đây rồi. Con đất đâu? Có đâu mà cái tẻ nhỉ? Có đâu? Có gì? Có cái mất gì đâu? Ôi, những người nhắn vừa rồi để cho anh cậu bé chứ. Làm gì đéo rồi? Mời em giết cho. Đây. Em giết cho anh. Giết cả. Hãy
Vậy nên tôi mò xong nhé bạn.